Xin chào tất cả các bạn. Kem ơi, chị gặp lại chúng mình ở trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay để đồng hành cùng với chúng ta đến với những phần kiến thức liên quan đến tác phẩm Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du nhé. Xin chào các em, xin chào các bạn. Bạn nào chúng mình đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào đến chị nha. Và đặc biệt có thể giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này, đồng ý không nào? Rồi, xin chào Huy Vĩ nhá. Lâu lắm rồi chị mới gặp lại em hay sao ấy? Hình như là những lần trước chị phát trực tiếp vào buổi trưa thì Huy Vĩ đi học đúng không? Lâu lắm rồi hôm nay chị mới gặp lại này. Rồi, xin chào Ngọc Anh, xin chào Trần Linh, xin chào các em nhá. Sao lại hận được? Năm ngoái em phải thấy là mình may mắn chứ. Biết bao nhiêu tỉnh thành như thế, cuối cùng tỉnh của mình lại thi vào Truyện Kiều. Phải thấy đấy là một niềm vinh dự chứ. Rồi, ok. Thế thì nếu như mà Truyện Kiều vẫn là một niềm đau thì Huy Vĩ có thể là nán lại đây nhá, theo dõi cùng với chị và cùng với cả các em nhỏ 2K8 nhá. Xin chào Như Huệ, xin chào các em nhá. Sao lại hu hu chào chị thế này? Hả? Chào xong rồi lại lại còn khóc rồi xong rồi mới lại chào chị thế này. Thế có chuyện gì ư? Rồi, xin chào Khánh Hoàng nhá, xin chào Ánh Hoàng, xin chào em. Các bạn ơi, chúng mình đã học đến văn bản, đến các cái đoạn trích ở trong Truyện Kiều khi chúng mình học ở trên lớp chưa? Chị thấy là hôm trước chị phát trực tiếp vào thứ hai đúng không? À hôm qua. Rồi, buổi trưa hôm qua thì chị thấy là có các bạn chúng mình học đến chuyện người con gái Nam Xương đúng không? Thế là cũng đã sắp học đến Truyện Kiều rồi đấy. Ôi sao em lại rời đội văn rồi à? Mình vừa tham gia một kỳ thi loại hay là sao? Nếu như mà việc mà rời khỏi đội tuyển văn là một cái lựa chọn từ phía bản thân em thì chị nghĩ rằng là lựa chọn nào cũng có lý do của nó và rồi sẽ đưa chúng mình đến với những cái trải nghiệm thật là bổ ích đấy. Còn nếu như mình đang chưa may mắn để vượt qua một kỳ thi để tiếp tục đồng hành thì chị nghĩ là cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn đâu, bởi chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo đuổi môn học này mà. Đúng không nào? Với những kỳ thi trên lớp và đặc biệt là với những tác phẩm mà ta sẽ cùng tìm hiểu trong năm lớp 9. Nên chị nghĩ rằng ý, nếu như chúng mình vẫn còn cái niềm yêu thích thì chúng ta vẫn có nhiều cách để theo đuổi nó nha. Đồng ý không? Nếu như mà các em đang vừa trải qua một số những cái vấp ngã, nghĩ lại mình có những cái nuối tiếc, thì chị nghĩ rằng là các em cứ buồn, cứ nuối tiếc, nhưng sau đó cố gắng nghĩ đến những điều thật là tích cực và tiếp tục cái hành trình theo đuổi môn học mà mình yêu thích nha. Đồng ý không? Có thể là vào trong fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở này, đọc những bài văn để mình lấy lại cảm hứng, đồng ý không? Rồi, ok. Xin chào các bạn nha. Em sợ Truyện Kiều lắm. Không sợ nhá. Không làm sao phải sợ cả. Bởi vì sao? Truyện Kiều là một kiệt tác của nền văn học dân tộc. Chị nghĩ là cái lý do duy nhất mà khiến cho chúng ta sợ ấy, đấy là bởi vì nó hay quá đi, nên là mình khó để làm sao thể hiện hết được những cái sự đặc sắc của tác phẩm này. Thế thì chúng mình sẽ cùng học, đúng không nào? Cùng học, cùng tìm hiểu, cùng khám phá, để rồi mình viết về tác phẩm ấy bằng tất cả sự trân trọng và niềm tự hào của mình nữa. Đồng ý không? Rồi, thế thì buổi ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn chúng mình tháo gỡ một trong những cái khó khăn khi các bạn viết những bài văn liên quan đến Truyện Kiều. Đó là phần mở bài và kết bài nhá. Truyện Kiều là một tác phẩm lớn, đúng không nào, với hơn 3.000 câu thơ lục bát. Và chúng mình được học ở trong chương trình là với hai đoạn trích rất trọng tâm: Chị Em Thúy Kiều và Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Một trong những cái cách để các bạn có thể tối giản và tiết kiệm thời gian khi mà viết mở bài và kết bài, đó là các em có thể viết những phần mở bài kết bài về tác phẩm Truyện Kiều, sau đó thì mình áp dụng vào trong từng đoạn trích. Thế là một cách viết mình áp dụng được cho nhiều đoạn trích, đúng không? Đây, hôm nay chị sẽ gợi ý cho các bạn nhé. Truyện Kiều hay thật, hay như thế nào thì chị nghĩ là đến lúc mà các bạn thực sự để tâm và thực sự tìm hiểu khám phá về nó ấy, thì chúng mình sẽ biết là đây là một tác phẩm mà quả thực đọc xong chúng mình sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ người mà đã sáng tác nên nó đấy các bạn ạ. Nhá, đồng ý không? Rồi, bây giờ thì chị sẽ cùng với các bạn chúng mình khám phá một số những cái mở bài và kết bài mẫu áp dụng được cho các đoạn trích trong Truyện Kiều luôn.
Đây là cuốn vở luyện viết nha. Và trong cuốn vở luyện viết này thì không phải là văn bản nào cũng sẽ có mở bài và kết bài mẫu. Nếu như mà các bạn tham gia khóa học văn VIP ý, thì chúng mình còn có một cái bộ tài liệu đi kèm nữa. Bộ tài liệu này là tài liệu bản mềm, nghĩa là chúng mình có thể chủ động in ra hoặc là lưu về trên máy. Thì đối với mỗi văn bản là đều có ít nhất là 2 mở bài và 2 kết bài, theo cách trực tiếp và theo cách gián tiếp, để các bạn tham khảo rồi, đồng ý không? Còn trong cuốn vở luyện viết này thì cái chương liên quan đến góp gió. Đó, mỗi tác phẩm thì sẽ có 2 chặng, một chặng là góp gió và một chặng là vượt sóng. Thì chặng góp gió là cái chặng mà chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn những cái kiến thức trọng tâm này, những cái phần phân tích hay ho để các em có thể đọc thêm, để các bạn có thể trau dồi thêm cái kỹ năng viết của mình nhé. Ví dụ như ở đây, với phần tìm hiểu về toàn bộ tác phẩm truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du thì chị có chia sẻ cùng với các bạn ở trong khóa học văn VIP về mở bài và kết bài áp dụng chung cho các đoạn trích trong tác phẩm truyện Kiều. Chị cùng chia sẻ với các bạn nhé. Đồng ý không? À, tất cả tài liệu của khóa học này và cuốn vở luyện viết này thì chị không có bán rời, và đó đều là quyền lợi của các bạn khi mà tham gia khóa học văn VIP. Đồng ý ông nào? Thế nên là nếu như mà các em muốn sở hữu những phần tài liệu đó và muốn sở hữu cuốn vở luyện viết này, các bạn có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin và đăng ký tham gia khóa học văn VIP 2 nhé. Đồng ý ông? Bên cạnh những quà tặng đó thì các em còn được tặng kèm thêm là cuốn sổ tay dẫn chứng đại dương văn học nữa. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì hãy quan sát vào đây này. Ở đây thì chị có gợi ý cho các bạn về những cách mở bài và kết bài áp dụng cho các đoạn trích trong truyện Kiều. Đầu tiên là cách mà chúng ta dẫn dắt từ tác phẩm truyện Kiều. Đồng ý không? Đây, mở bài thì chị sẽ viết như thế này. Phạm Quỳnh từng nhận xét, một nước không thể không có quốc hoa, truyện Kiều là quốc hoa của ta. Một nước không thể không có quốc túy, truyện Kiều là quốc túy của ta. Một nước không thể không có quốc hồn, truyện Kiều là quốc hồn của ta. Để làm nên quốc hoa, quốc hồn, quốc túy ấy, đại thi hào Nguyễn Du đã vận dụng sáng tạo nhiều bút pháp nghệ thuật, đã đặt để cả cái tâm, cái tình nơi trang văn kể về cuộc đời bất hạnh của Thúy Kiều. Sau đó chúng mình sẽ thay thế và đưa vào cái đoạn trích mà mình cần phân tích nhé. Ví dụ, trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, bạn đọc đã được thấu hiểu hơn tình cảnh cô đơn cùng với những tâm trạng, cùng với những nỗi đau đớn của nàng Kiều khi ở lầu Ngưng Bích, hai chấm trích thơ. Đồng ý không? Các bạn hiểu ý chị không nào? Thế thì ở đây nhá, khi mà chúng mình nghe như vậy, chúng mình sẽ học thuộc lòng luôn ư? Không phải như vậy. Khi mà chúng mình đã đến với một phần mở bài như thế thì việc mà các em cần phải làm đó là chúng mình sẽ cùng phân tích để xem là mở bài này có cấu trúc như thế nào nhá. Mở bài này là một mở bài đi từ nhận định, đúng không các bạn? Là một phần mở bài đi từ nhận định. Trong đó này, đây là một nhận định mà chị ưu tiên sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất dễ thuộc. Đồng ý không ạ? Chị thấy là cái lý do lớn nhất khiến cho chúng ta rất khó đi thi viết được những phần mở bài đi từ nhận định, bởi vì nhận định đấy khó thuộc. Đúng không? Bởi vì đi thi chúng mình đâu có tài liệu được sử dụng để mà tra cứu hay là để mà nhớ lại, để mà sử dụng những cái nhận định đâu. Nên là nhận định phải làm sao càng đơn giản, càng ngắn gọn, xúc tích hoặc là càng dễ nhớ thì các bạn mới có cái tính ứng dụng cao được. Còn nếu không, chúng mình đọc những phần mở bài rất là bay bổng, đi từ những nhận định thật là hay, nhưng nếu chúng mình không thuộc được nhận định ấy thì đi thi ta cũng không thể nào áp dụng được. Đó, thì ở đây trong vô vàn những nhận định, nhận xét về tác phẩm truyện Kiều thì chị thấy có một nhận định của tác giả Phạm Quỳnh rất dễ thuộc, bởi vì cấu trúc của nhận định ấy là những cái câu văn có cấu trúc giống nhau. Ok chưa? Đây, chúng mình chỉ cần nhớ nhá, là nêu về đất nước trước, sau đó nêu về truyện Kiều và thứ tự là quốc hoa, quốc túy, quốc hồn. Đồng ý không? Thế là chúng mình đã có thể nhớ được rồi. Một nước không thể không có quốc hoa, truyện Kiều là quốc hoa của ta. Một nước không thể không có quốc túy, truyện Kiều là quốc túy của ta. Một nước không thể không có quốc hồn, truyện Kiều là quốc hồn của ta. Đó, đồng ý chưa? Nhá, thế là chúng mình dùng một câu để trích nhận định này, sau đó có một câu để dẫn dắt. Đây, các em thấy không? Toàn bộ phần dẫn dắt của chị có 2 câu thôi. Và để tăng tính liên kết thì chị chọn cách là chọn cái phép liên kết ở đây là phép lặp. Chị lặp lại những từ khóa quan trọng nhất ở trong nhận định này để tạo nên sự liên kết.
Ok chưa? Để làm nên quốc hoa, quốc hồn, quốc túy ấy, đại thi hào Nguyễn Du đã vận dụng sáng tạo nhiều bút pháp nghệ thuật, đã đặt để cả cái tâm, cái tình nơi trang văn kể về cuộc đời bất hạnh của Thúy Kiều. Trong đoạn trích, đó, rồi chúng mình nêu tên đoạn trích này, hoặc là sau đó chúng mình nêu vấn đề nghị luận mà đề bài hỏi nha. Thì cái mở bài này các em áp dụng cho chị em Thúy Kiều cũng được này, áp dụng cho cảnh ngày xuân cũng được này, áp dụng cho Kiều ở lầu Ngưng Bích cũng được này, hay là áp dụng cho Mã Giám Sinh mua Kiều, áp dụng cho Thúy Kiều báo ân báo oán đều có thể phù hợp nha. Đồng ý không? Đấy, tùy theo đề bài hỏi về đoạn trích nào và vấn đề nghị luận ra sao thì các bạn áp dụng nhá. Hiểu ý chị không nào? Đấy, nên là ở đây khi mà chúng mình đến với những cái phần tài liệu theo dạng là văn mẫu như thế này ý, thì các bạn cần phải phân tích được nó để chúng mình biết được và chúng mình học hỏi những cái điều tốt từ phần đó, chứ không phải là chúng mình lao vào học thuộc lòng luôn nha. Đồng ý không? Đó, thế thì chốt lại là phần mở bài này, các bạn rút ra được kinh nghiệm này. Thứ nhất là có thể đi từ nhận định. Thứ hai là ưu tiên những nhận định dễ nhớ, dễ thuộc. Đồng ý chưa nào? Và ý nghĩa của nó cũng khá là tường minh, chứ đừng có quá sâu sắc, quá cao siêu, quá sâu xa thì chúng mình lại còn phải mất thêm thời gian để mà lý giải, để mà kiến giải về cái nhận định đấy, rồi mới bắt đầu nêu ra được vấn đề của mình. Thì như thế là mình tự mua dây buộc mình rồi, đúng không? Nhá, đấy, thì ưu tiên là cái nhận định dễ nhớ, dễ thuộc mà các em hiểu được nhận định đó. Thứ ba, cái lưu ý thứ ba đó là chúng mình phải có sự liên kết nhá. Trích nhận định ra xong rồi thì phải dẫn dắt làm sao một cách thật là uyển chuyển, có tính liên kết thì mở bài đó nó mới ấn tượng, chứ không là phần nhận định của chúng mình thành ra lại khiến cho mở bài bị lủng củng, bị lan man đấy. Nhớ chưa nào? Ừ, rồi, xin chào cỏ bốn lá nhá. Xin chào Quỳnh Chi. Do em sợ bão lại học trên live của chị được ý ạ. lại không xem hết. À rồi, những phần phát trực tiếp ở trên kênh fanpage này thì chị đều giữ lại nhá. Thế nên là những bạn nhỏ ơi, những bạn nhỏ mà chúng mình đang ở miền Trung, ở trong những cái tỉnh thành mà đang có nguy cơ bão rất là lớn đấy, chúng mình đã chuẩn bị tốt chưa? Chị mong rằng là tất cả chúng ta đều có thể bình an để vượt qua cơn bão này. Tất cả mọi hoạt động, tất cả mọi cái kế hoạch của chúng ta đều cần phải ưu tiên về việc là bảo toàn cái sự an toàn của mình và gia đình nhá. Nên là các bạn, chúng mình hãy tập trung, hãy cố gắng là vượt qua những cái khó khăn trong giai đoạn này. Sau đó chúng mình quay trở lại, chúng mình tiếp tục học tập và cố gắng cũng không sao cả nhá. Chúc cho chúng mình sẽ đều có thể bình an trong cái giai đoạn này nhá. Đồng ý ông nào? Rồi, đó, thế thì những bạn nào chúng mình vẫn đang theo dõi phần phát trực tiếp này, các em đã hiểu những nội dung mà chị vừa mới chia sẻ chưa? Các bạn đã nắm được chưa nào? Nhá, đấy là cách đầu tiên để chúng mình viết một phần mở bài áp dụng được cho nhiều đoạn trích trong truyện Kiều. Đấy là cách đầu tiên nhá. Cách thứ hai này, cũng là phần mở bài, nhưng chúng mình sẽ dẫn dắt từ tư tưởng nhân đạo, từ giá trị nhân đạo. Bởi vì tư tưởng nhân đạo, giá trị nhân đạo là một cái nội dung thấm nhuần ở trong tác phẩm truyện Kiều. Hay nói cách khác, truyện Kiều là một tác phẩm vô cùng tiêu biểu cho cái giá trị nhân đạo trong văn chương. Đồng ý không? Thì chị cũng viết một phần mở bài, cũng đi từ nhận định. Ok chưa nào? Chị cũng viết một phần mở bài cũng đi từ nhận định như thế này nhá. Nhưng mà đây sẽ là một cái nhận định, nhận xét về tinh thần nhân đạo nói chung, về giá trị của văn chương nói chung. Đồng ý không? Đó, nó có liên quan đến lý luận văn học một chút xíu. Và nó không giống như cách trước. Cách trước thì chị dùng một nhận định, nhận xét trực tiếp về truyện Kiều của Nguyễn Du. Còn đây là chị sử dụng một nhận định, nhận xét chung về giá trị nhân đạo. Thế thì các em không chỉ sử dụng cái nhận định này cho truyện Kiều, mà các bạn có thể sử dụng cho truyện Người Con Gái Nam Xương cũng được nha. Hay là chúng mình sử dụng cho những tác phẩm mà rất giàu giá trị nhân đạo đều được cả nhá. Ok chưa? Đây, chị viết như thế này. Tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả. Nếu nó không phải là tiếng thét đau khổ hay lời ca tụng hân hoan. Nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đó. Đối với người nghệ sĩ, sáng tạo nghệ thuật bao giờ cũng là một công việc gian lao. Phải làm sao cất lên trong tác phẩm của mình tiếng thét đau khổ hay lời ca tụng hân hoan, cất lên được tiếng nói sâu sắc của hiện thực và tinh thần nhân văn cao cả. Ngày nay, người ta vẫn còn trân trọng mãi những áng thơ văn thuở xưa, phải chăng cũng bởi tiếng lòng nhân đạo của người nghệ sĩ gửi gắm trong đó. Như trong tác phẩm A,
của tác giả B, chủ nghĩa nhân đạo đã trở thành sợi chỉ đỏ nối kết những trang thơ trung đại với tấm lòng hậu thế. Và chúng mình nêu vấn đề, ví dụ như là như trong tác phẩm Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du, chủ nghĩa nhân đạo đã trở thành sợi chỉ đỏ nối kết những trang thơ trung đại với tấm lòng hậu thế. Đặc biệt trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều, hoặc là đặc biệt trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, đó, tác giả đã giúp bạn đọc hoặc là tác giả đã thể hiện một cách thấm thía và xúc động những nỗi đau đớn của Thúy Kiều trong ánh nhìn trông ra cảnh vật xung quanh, hai chấm trích thơ ra. Ok chưa? Đấy, thì đấy là, đấy là cách mà chúng mình sẽ viết một cái phần mở bài đi từ nhận định liên quan đến giá trị nhân đạo hoặc là nhận định, nhận xét về giá trị của văn chương để chúng mình dần dần dẫn dắt. Nhớ nhá, những cái cách viết mở bài này, có thể các bạn lắng nghe, chúng mình cảm thấy hay, cảm thấy đặc sắc, nhưng để chúng mình viết được ý, thì các bạn nhớ một cái bí kíp và một cái điều tiên quyết như thế này nhá. Đó là các em phải có một cái trục nội dung chính để bám vào đó, thì phần dẫn dắt trong mở bài của chúng mình nó mới không bị lan man và dài dòng được nha. Đồng ý không? Mở bài gián tiếp khác với mở bài trực tiếp ở chỗ là nếu như mở bài trực tiếp, chúng ta đi một con đường rất ngắn và trực tiếp mở toang cánh cửa để khám phá về cái bài văn của chúng mình, thì mở bài gián tiếp, chúng mình sẽ đi một con đường dài hơn, sẽ vòng qua con ngõ này, đi qua ngã ba kia, xong rồi cuối cùng mới đến cổng nhà, rồi xong rồi bước từng bước chậm rãi để mở cánh cửa của ngôi nhà ấy. Đồng ý không? Thế nên rằng nhá, dẫu cho chúng mình đi một con đường dài hơn, nhưng con đường ấy nó vẫn phải đúng hướng nha. Chứ không phải là chúng mình đến ngã ba, chúng mình rẽ trái xong rồi mới nhớ ra lạc đường rồi lại quay trở lại. Hiểu ý chị không ạ? Các bạn hiểu ý chị không? Nghĩa là ấy, các bạn viết mở bài gián tiếp đi từ nội dung gì cũng được, nhưng phải có một cái trục chính để chúng mình bám vào đó. Nhớ chưa? Ví dụ như ở đây, chị có một cái trục chính, đó là giá trị nhân đạo. Ok chưa nào? Nhá, đó là giá trị nhân đạo. Thế thì đầu tiên cái trục đó khiến cho chị nghĩ đến một cái nhận định, nhận xét những cái nhận định mà nó nêu về, nó liên quan về giá trị nhân đạo. Đồng ý không? Đây, tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét đau khổ hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đó. Đó, thế là chị dựa vào cái trục của chị là tinh thần nhân đạo, giá trị nhân đạo để chị lựa chọn nhận định này. Sau đó chị lại tiếp tục dựa vào cái trục ấy và dựa vào nội dung của nhận định để chị dẫn dắt, để chị nêu ra, nêu ra cái sứ mệnh của người nghệ sĩ. Đối với người nghệ sĩ, sáng tạo nghệ thuật bao giờ cũng là một công việc gian lao. Phải làm sao cất lên trong tác phẩm của mình tiếng thét đau khổ hay lời ca tụng hân hoan, cất lên được tiếng nói sâu sắc của hiện thực và tinh thần nhân văn cao cả. Nhớ chưa? Đấy. Sau đó nhá, sau khi chị nêu về sứ mệnh của người nghệ sĩ rồi, thì khi mà người nghệ sĩ thực hiện tốt cái sứ mệnh ấy, sẽ đem đến giá trị cho những áng thơ văn mà họ sáng tác ra. Ngày nay, người ta vẫn còn trân trọng mãi những áng thơ văn thuở xưa, phải chăng cũng bởi tiếng lòng nhân đạo của người nghệ sĩ gửi gắm trong đó. Đồng ý không nào? Đấy, thì đấy là toàn bộ phần dẫn dắt nhá. Sau đó thì chúng mình nêu ra tác giả tác phẩm và nêu vấn đề nghị luận. Hiểu ý chị không nào? Đấy, thế thì cũng cùng cái ý tưởng đó, chị chọn cách là viết mở bài và kết bài theo kiểu đầu cuối tương ứng. Mở bài dẫn dắt từ đâu, kết bài cũng kết lại tại đó. Mở bài dẫn dắt từ giá trị nhân đạo, kết bài cũng kết lại tại đó nha. Như vậy, Thanh Nam Châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái đẹp và cái nhân đạo của lòng người. Ở tác phẩm A, ta đã có dịp cảm nhận tấm lòng nhân đạo của tác giả B đối với và nêu ra nội dung chính của tác phẩm. Ví dụ, ở đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong tác phẩm Truyện Kiều, ta đã có dịp cảm nhận tấm lòng nhân đạo của tác giả Nguyễn Du đối với cuộc đời bất hạnh của người con gái tài hoa Thúy Kiều. Qua trang thơ ấy nói riêng và biết bao trang thơ, trang văn khác nói chung, chủ nghĩa nhân đạo trong văn chương sẽ luôn là dòng sông cuộn chảy. Đó, chị nhắc lại này, đây, chủ nghĩa nhân đạo nhá, sẽ luôn là dòng sông cuộn chảy, bồi đắp những giá trị tinh thần cao cả trong con người, tưới tắm cho những tâm hồn thiếu vắng tình yêu, rung lên trong ta thanh âm ngọt ngào mà vang vọng tình người, tình đời tha thiết.
Ok chưa nào? Đó, thì đấy là cách kết bài áp dụng khi mà chúng mình muốn bám vào cái trục chính là trục về tinh thần nhân đạo, chủ nghĩa nhân đạo, giá trị nhân đạo. Ok không các em? Nhá, đấy, còn trở lại với cách viết một, nếu như mà chúng mình dẫn dắt từ tác phẩm Truyện Kiều, thì kết bài chúng mình có thể viết như sau. Có ở đâu vẻ đẹp của người phụ nữ được trân trọng và ngợi ca trọn vẹn như trong Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du? Có ở đâu số phận của kiếp hồng nhan được thấu hiểu và cảm thông đến tận cùng như trong Truyện Kiều của Nguyễn Du? Đáng ra ở đây thì chúng mình có thể là đặt dấu chấm hỏi, đồng ý không nào? Đó. Trong tiếng khóc vĩ đại ấy, đoạn trích cộng với cả tên đoạn trích nhá, đấy đã khắc họa một cách chân thực hoặc là đã thể hiện một cách xúc động cùng với cả vấn đề nghị luận mà đề bài hỏi. Sau đó chúng mình kết lại này. Quả thực, đại thi hào Nguyễn Du đã dùng văn chương huyết lệ để kể lại cuộc đời nàng Kiều với đủ đầy những tinh hoa cùng nỗi đau và bất hạnh. Trải qua một cuộc bể dâu, câu thơ còn đọng nỗi đau chân tình, nổi chìm kiếp sống lênh đênh, tố như ơi lệ chảy quanh thân Kiều. Đó, mượn những vần thơ của tác giả Tố Hữu, những vần thơ tri âm tri kỷ gửi tới tác giả Nguyễn Du để chúng mình kết lại cho bài viết của mình cũng là một ý tưởng đấy. Đồng ý không nào? Đó. Ôi ở đây chị thấy có một số câu hỏi đặt ra này. À, đây là những phần mở bài kết bài mà chị trích ở trong cuốn Vở luyện viết nhá, là quà tặng đi kèm với các bạn nhỏ khi chúng mình đăng ký khóa học Văn VIP 2 nha. Đồng ý không? Nên là các em nếu như mà muốn nhận thêm thông tin về cuốn sách này thì các bạn có thể nhắn tin về cho chị nhá. Cuốn này thì chị không có bán mà chỉ tặng cho các bạn tham gia khóa học Văn VIP thôi. Ok không? Rồi tiếp tục này. Chị cho em xin tư vấn về bút sử dụng trong viết văn được không ạ? Do em không biết nên sử dụng bút nào. Em cũng có thể sử dụng, em tùy theo cái sở thích và cũng như là thói quen của mình nhá. Chị thấy là các bút mà các bạn sử dụng khi viết văn thì chủ yếu là có hai loại chính. Một là ngòi bút gel như thế này này, đồng ý không ạ? Mực viết ra đậm thế nhưng mà nó lâu khô một chút. Hai là ngòi bút bi. Ngòi bút bi thì mực viết ra nét rất là thanh, nhanh khô, nhưng mà cũng bởi vì nó viết nét thanh như thế nên chúng mình cần phải viết những nét cẩn thận, nét thanh thì nó dễ bị cứng hơn. Ok chưa? Đấy, thế thì nếu như mà em muốn thử cái dòng bút này thì em cũng có thể tìm với cả tên bút như thế này nhá. Đây. Đồng ý chưa? Đó các bạn có thể tìm trên những cái trang mua bán điện tử nhá. Rồi tiếp tục này. Có bạn nào vừa mới hỏi là Nguyễn Du và Nguyễn Dữ đúng không? Ôi, đây là hai tác giả hoàn toàn khác nhau em nhá. Đồng ý không nào? Đây là hai tác giả hoàn toàn khác nhau. Nên là em đọc lại trong sách giáo khoa giúp cho chị, nhớ chưa? Không phải là một đâu, Nguyễn Du và Nguyễn Dữ không phải là một đâu. Nguyễn Du và Tố Như thì là một, nhưng mà Nguyễn Du và Nguyễn Dữ không phải là một nhá. Đấy, hai tác giả, hai thời kỳ khác nhau, hai cái giai đoạn khác nhau với những tác phẩm hoàn toàn khác nhau. Đúng không? Nhưng có điểm chung, đó là gì? Đây đều là hai tác giả mà có cái ngòi bút và có những tác phẩm thấm đượm cái tinh thần nhân đạo. Đúng không? Rồi, ok chưa nào? Đó, thì như vậy là chị vừa mới chia sẻ cùng với các bạn những phần mở bài và kết bài. Tất nhiên đây không phải là những phần mở bài kết bài duy nhất, sẽ còn rất nhiều những cách viết nữa để chúng mình có thể áp dụng cho các đoạn trích trong truyện Kiều. Mong rằng là qua những phần mà chị gợi ý như vậy, các bạn cũng đã có thêm ý tưởng, đồng ý không? Và cũng sẽ cảm thấy là đến với những bài viết về tác phẩm truyện Kiều, chúng mình sẽ dễ dàng hơn này, đồng ý không? Sẽ không còn cảm thấy quá khó khăn, không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa nhá. Ok không nào? Đó, còn khi mà học về truyện Kiều ấy thì các bạn có thể chủ động để nắm chắc được kiến thức về tác phẩm, thì đối với toàn bộ tác phẩm truyện Kiều, các bạn nên nhớ được những cái giá trị khái quát về mặt nội dung, về mặt nghệ thuật của tác phẩm này nhá. Thứ hai là các em cũng có thể sưu tầm thêm những nhận định, những đoạn thơ về tác giả Nguyễn Du để chúng mình có thêm những cái tư liệu để liên hệ mở rộng nha. Đồng ý không? Đó, còn với các đoạn trích trong truyện Kiều ấy thì chị vẫn hay đặt ra cái yêu cầu với các bạn ở trong khóa VIP 1, đó là phải nhớ được những cái thông tin quan trọng, những cái kiến thức quan trọng và có những cái bài tập thực hành liên quan đến đoạn trích ấy. Ok chưa nào? Thì các bạn cũng như vậy nhá, các em cũng có thể là chủ động ôn tập để ghi nhớ kiến thức của các đoạn trích trong truyện Kiều nha. Đồng ý không nào? Ok chưa? Đây ví dụ như là đối với Kiều ở Lầu Ngưng Bích
thì chị có chia sẻ cùng với các bạn nhỏ về một số những từ ngữ đặc sắc ở trong đoạn trích này. Trong quá trình học thì chị cũng sẽ giảng về những từ ngữ này, nhưng mà ở đây có thống kê ra để các em có thể ghi nhớ, kiểu như là thường xuyên tiếp xúc với nó ấy. Đấy, hoặc là cung cấp thêm những cái thông tin liên quan đến mối tình rất là ý nghĩa, rất đẹp của Thúy Kiều và Kim Trọng, để chúng mình cảm hiểu được phần nào nỗi nhớ của Kiều đối với chàng Kim khi mà ở lầu Ngưng Bích nha. Đồng ý không? Đó, thì sẽ còn rất là nhiều những cái kiến thức thú vị mà chị tin rằng là sẽ giúp cho các bạn học văn có cảm hứng hơn thông qua cuốn vở luyện viết này. Và đặc biệt là thông qua rất nhiều những cái tài liệu theo buổi này, tài liệu bổ sung, những quyền lợi của các bạn nhỏ khi tham gia khóa học văn VIP. Nên các em có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin của khóa học văn VIP 2 và chúng mình đăng ký nếu cảm thấy phù hợp nha. Các bạn sẽ được tặng rất là nhiều những cái quà tặng khi mà đăng ký tham gia khóa học này đấy. Rồi, rất mong là có thể gặp lại các em ở trong khóa học văn VIP 2 nhé. Còn bây giờ thì phần phát trực tiếp của chị kết thúc tại đây. Nếu như mà các bạn cảm thấy là những phần mở bài và kết bài chị vừa mới chia sẻ, các em có thể áp dụng được hoặc là tăng thêm cái cảm hứng, tăng thêm cái ý tưởng cho chúng mình, thì nhớ là chia sẻ lại phần phát trực tiếp để chúng ta xem lại khi cần nhé. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chị trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Bye bye!